Xin chào các bạn ha. Hôm nay có một video chia sẻ chứ không có hướng dẫn sửa chữa gì hết. Thì ở đây mình có một cái máy này nha các bạn, máy đun dầu. Máy này giống như để đồ chiên á các bạn ha. Máy này giống như mình chiên bỏ vô cái nằm vô cái thùng inox gì nè. Cái mình chiên thì mình chỉnh cái nhiệt độ thôi. Thì ở đây mình không sửa chữa, mình nói tới cái phần thiết kế của nó nha các bạn. Các bạn nếu như mà là gặp mấy cái xài mấy cái đồ này thì cẩn thận và để ý ha. Hay lần đầu tiên mình mới gặp một cái ông thiết kế kiểu này không biết là sao. Đây các bạn thấy từ đây là cái đường dây điện vào nha các bạn. Đây cái dây điện nè, đường này đường dây điện vào ha. Đây các bạn thấy không, ở đây nó có hai cái sợi dây nè. Đó, một sợ là nó vô trong cái thanh đốt rồi, còn một sợ thì đi qua cái bộ timer cài đặt nhiệt độ. Thì các bạn thấy nè, cái đường điện nè, cái dây xanh nè, vô trực tiếp đây luôn đó, thấy không đó, cái dây xanh vô mà nằm ngay cái mí này nè các bạn. Các bạn thấy không, nếu như mà mình đặt hồi còn cái vỏ của nó nè các bạn, thấy không, cái vỏ nó là một cái tấm inox ha. Cái miếng mũ này á, là mình mới gắn lên nha các bạn. Lúc đầu á, là nó là một tấm inox như thế này luôn nha. Ha các bạn ha. Nè, nếu như mà các bạn khi mà các bạn tấm inox các bạn lắp lên nè. Đó, nó sẽ nằm như vậy nha các bạn. Đó, các bạn hiểu ý mình không? Ví dụ nó nằm vậy nè, là nó sẽ đụng vô cái con ốc này nè các bạn. Đó. Đụng vô con ốc này thì sao các bạn? Có phải là điện nó dò ra cái vỏ này không các bạn? Đó, rất là nguy hiểm luôn ha các bạn ha. Trời ơi, hồi sáng lúc đầu mình lắp vô, mình lúc đầu mình nhận máy là khách nó bị rò điện, thì mình đo đúng rồi, rò thiệt, mình tháo ra thì thấy nó hết rò. Xong cái một hồi nữa mình kiểm tra, mình để ý kỹ lại thì ra là do con ốc này nè các bạn. Rất là nguy hiểm luôn hả các bạn ha. Không biết là cái miếng này nó có bị rớt ra không, nhưng mà lúc mình mở ra là không có cái gì hết nha các bạn. Chỉ có tấm inox này thôi. Đó, nên là nó chắc chắn là cái con ốc này nè, nó chạm vào cái vỏ và nó gây chạm điện vô cái vỏ này ha. Rất là nguy hiểm luôn. Nên khi mà các bạn sử dụng cái loại mã này thì các bạn để ý ha. Bây giờ mình đã dán một cái miếng nhựa này các bạn. Miếng nhựa cũng một ly mấy hai ly á, để cho mình khi lắp vào nè ha. Và khi mình lắp vào á thì là nó sẽ chạm vào cái miếng này, nó không có chạm inox là nó không có phóng điện được ha các bạn ha. Đó, như vậy thì nó an toàn hơn hả các bạn ha. Còn nếu như không thì phải thiết kế lại cái chỗ này nha các bạn. Cái này nhà thiết kế nên thiết kế lại, xoay ha, đặt vị trí cái con này nó như thế nào đó. Đó, rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về lưu ý khi mà sử dụng cái máy đun này nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo ha. Bye bye.